Gia đình anh Lưu Văn Diện ở khu Bùi Xá là một trong những hộ dân nuôi cá lồng bè lâu năm ở khu Bến Giang, phường Tân An. Những năm trước, khi chưa ảnh hưởng bởi dịch bệnh, việc xuất bán của gia đình rất thuận tiện. Tuy nhiên năm nay, với 100 ô lồng nuôi cá xong, đợt Tết này, gia đình anh có khoảng 25 đến 27 tấn cá đến thời kỳ xuất bán, song lượng tiêu thụ rất thấp. 15 đấy, thì là bọn tôi cũng bán được 240-250 triệu một tấn. Đấy, nhưng mà do cái dịch bệnh này nên là năm nay thì chưa bán được một con nào cả. Thế bây giờ thì cũng chỉ bắt lên gọi là nẻ tẻ bán chợ đấy, thì cũng chỉ được một vài ba chục cân thôi. Thế mà mỗi lần cho mà để mà kéo lên mà mang đi chợ bán này nó rất là vất vả. Thế mà thậm chí cũng không có người mua đấy. Với lợi thế mặt nước, khu vực Bến Giang hiện có 450 hecta nuôi trồng thủy sản, trong đó nuôi cá lồng bè có khoảng 50 hộ, chủ yếu nuôi các loại cá có giá trị kinh tế cao như cá song, vược và cá giò. Hai năm qua, dịch bệnh đã ảnh hưởng rất lớn đến vấn đề tiêu thụ sản phẩm nuôi trồng của người dân. Đầu năm nhà tôi bắt 7.000 cá song đấy thì không bán, thì chỉ để nuôi cá to đấy, thì bây giờ Covid cô vung về chẳng làm sao mà bán được. Mới lại bắt mấy nghìn cá sủ, mới lại hơn nghìn cá giò đấy, thì đợt vừa rồi thì bán được ít cá giò, cá sủ đi rồi. Bây giờ chỉ mong làm sao mà có người mua để đắt rẻ để bán đi để lấy tiền trang trải mồi nạt. Bắt được tinh thần thì cũng đã có ý kiến với hội nông dân thị xã cũng như là phòng kinh tế thị xã quan tâm, có cái cơ chế hỗ trợ cũng như là tuyên truyền quảng bá cái sản phẩm này đến đối với các cái thị trường có cái nhu cầu mua như là Hà Nội, Hải Phòng, Hòn Gai để mà tiêu thụ cái sản phẩm này cho bà con. Nuôi cá lồng bè cần có nguồn vốn lớn để đầu tư và duy trì. Vì vậy, sản lượng đến kỳ tiêu thụ lên tới 200 tấn hiện nay. Các hộ nuôi trồng ở đây rất mong muốn được hỗ trợ kết nối tiêu thụ để có điều kiện trang trải cuộc sống và tái sản xuất, nhất là khi Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đang đến rất gần.